Xin chào các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn bài tập và thực hành 5 liên kết giữa các bảng. Bài 1. Tạo cơ sở dữ liệu kinh doanh bao gồm 3 bảng, có cấu trúc như trong mục 1 bài 7. Các em quay lại mục 1 bài 7, ta thấy 3 bảng có cấu trúc như sau. Đối với khách hàng, có các tên trường như vậy và mã khách hàng làm khóa chính. Mặt hàng gồm các tên trường, rồi mã mặt hàng khóa chính. Hóa đơn, khóa chính của mình sẽ là số đơn. Bây giờ các em sẽ tạo cơ sở dữ liệu có tên là kinh doanh. Sau đó sẽ tạo 3 bảng như trong sách. Các em lưu ý chỗ mã khách hàng cô đặt là test. Các em cũng có thể đặt kiểu khác như là number chẳng hạn. Nếu mà đặt number thì khi mà qua chỗ bảng hóa đơn á, nó lặp lại mã khách hàng, các em cũng sẽ đặt là number. Ở trong bảng này, mã mặt hàng cô đặt là test, tên mặt hàng là test, đơn giá là currency. Currency đây là kiểu tiền tệ. Đối với mã mặt hàng là test, các em cũng có thể đặt kiểu dữ liệu khác, ví dụ như number. Và lưu ý, nếu đặt number thì trong bảng hóa đơn cũng có mã mặt hàng, các em cũng sẽ đặt là number. Số lượng là number, ngày giao hàng là day time. Bảng hóa đơn, các em nhớ chọn khóa chính là số đơn. Bây giờ cô sẽ nhập dữ liệu cho 3 bảng. Các em nhìn vào dữ liệu trong sách và nhập. Các em nhìn thấy chỗ đơn giá của cô thì nó mặc định là tiền đô la chẳng hạn. Bây giờ cô không muốn mặc định như vậy. Cô có thể vào chế độ thiết kế để sửa lại. Sửa thành chữ General Number.
Sau khi nhập dữ liệu cho ba bảng xong, để tạo mối quan hệ giữa các bảng, các em nhìn trên thanh công cụ phía trên có một nút Relationship. Các em nhấn vào đấy. Bây giờ các em sẽ thêm từng bảng vào. Để kết nối quan hệ giữa các bảng, các em phải xác định trường chung. Các em thấy bảng khách hàng và hóa đơn có mã khách hàng là trường chung. Các em sẽ nhấn giữ mã khách hàng ở bảng khách hàng, sau đó kéo thả vào mã khách hàng của bảng hóa đơn. Các em nhấn tạo. Tiếp tục, bây giờ để kết nối quan hệ giữa bảng mặt hàng và bảng hóa đơn, các em cũng phải xác định trường chung. Trường chung ở đây là mã mặt hàng. Cả hai bảng đều có mã mặt hàng. Nhấn giữ chuột ở mã mặt hàng của mặt hàng, sau đó kéo thả vào mã mặt hàng của bảng hóa đơn, rồi tạo quan hệ. Các em lưu ý, nếu trên thanh công cụ của các em không có cái nút Relationship chẳng hạn, nó bị ẩn đi, thì các em có thể vào Tool, rồi chọn Relationship để thiết lập mối quan hệ giữa các bảng. Như vậy, cô đã hướng dẫn xong bài tập thực hành 5 liên kết giữa các bảng. Cảm ơn các em đã xem video. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký giúp cô với nhé.